Chiều ngày 22 tháng 11, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng cùng các đồng chí thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đã đến kiểm tra, động viên và tặng quà tại các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 trên địa bàn huyện. Huyện Mường Ảng có hai khu cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly tập trung 117 công dân là F1 và công dân về từ vùng có dịch. Trong đó 85 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại trường tiểu học Ngối Cái. 32 công dân đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện. Dù trên địa bàn huyện chưa có trường hợp F0 nhưng để chủ động trong công tác phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã chuẩn bị khu điều trị F0 tại Trung tâm Y tế huyện với 50 gường bệnh. Trực tiếp kiểm tra, lãnh đạo huyện Mường Ảng chia sẻ những khó khăn của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, không ngại khó khăn vì sức khỏe nhân dân của các lực lượng. Đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Chú ý đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần đảm bảo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, quyết giữ vững vùng xanh trên địa bàn huyện.